Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình LCD và cảm ứng của điện thoại Oppo Find 5X909 đã được tháo rời tại di động cao cấp.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan màn hình của điện thoại Oppo Find 5X909 bị lỗi hỏng, vỡ cảm ứng, vỡ màn hình, không lên gì, màn hình không cảm ứng được, quý khách hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Hiện nay di động cao cấp.vn luôn có sẵn màn hình cảm ứng của điện thoại Oppo Find 5X909 phục vụ quý khách hàng. Màn hình của Find 5X909 thì chia làm hai phần, một phần là LCD hiển thị và cảm ứng, kính cảm ứng phía ngoài như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan Oppo Find 5 màn hình không lên, nên chập chờn cũng được không, quý khách hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả các linh kiện của điện thoại Oppo Find 5 nói chung và màn hình cảm ứng của Oppo Find 5 nói riêng phục vụ quá trình sửa chữa thay mới khi cần. Quý khách hàng chỉ cần mang máy qua, mọi lỗi liên quan đến Oppo Find 5 X909 đã có di động cao cấp.vn xử lý nhanh chính xác cho mình các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về các cái dịch vụ liên quan đến điện thoại Oppo Find 5 X909, quý khách hàng có thể gọi điện thoại đến đường dây nóng 024 66 75099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Chúng tôi luôn có sẵn tất cả linh kiện của điện thoại Oppo Find 5X909 phục quý hàng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sản phẩm đang triển khai tại didongcaocap.vn.